anh em cũng nhảy xuống hết rồi cô chú anh chị. Phía dưới lề anh em đang tìm kiếm hải sản. Nước chỗ này cũng cạn tầm khoảng 7 đến 8 xả tay. Gặm cũng gần đáp dạng rồi cô chú anh chị. Tháng này rêu rất là nhiều. Đây rêu này. Một con cá giớn, còn gọi là cá mèo. Và một con cá trình dưa vừa đáp dạng luôn này cô chú anh chị. Cái trình dưa này cũng không được giá, tầm khoảng 15 đến 20 nghìn một ký tùy theo mùa. Cái này chỉ phơi khô ăn cũng rất là ngon, nhưng mà thương lái lại không có tuồng nhiều. Gẫm đèn nhắm chính xác cái đầu. Cái này nó vặn ghê lắm, khi xuyên trúng cái mình á, nó vặn xoay tròn, rách con ké luôn. Vì vậy phải nhắm chính xác cái đầu. Cái này nó mạnh lắm nha. Đây, cô chú anh chị thấy không? Nó vặn rất là ghê luôn. Cái con cái tiền dừa này khi cắn á, nó sẽ vặn xoay tròn. Một con cá chèm này. Wow, rất là lanh. Nắm chính xác như thế mà xiên cũng không có kịp nó. Chứ đế bánh tráng này, một con cá mó bẹt mé. Những con cá to anh em sẽ xiên. Thường những con cá to lên nửa ký thì thương lái sẽ mua từ 40 đến 45 nghìn một ký. Gặp những tảng đá to là gẫm sẽ đi lại để kiếm hải sản bắt nha cô chú anh chị. Một con cá chèm. Cái này nó dậy ghê lắm, dễ xảy lắm cô chú anh chị. Cái chim này. Cái chim này xiên rất là dễ, phải xiên ngang. Nhưng mà khi chạy thì nó chạy rất là lẹ luôn. Vì con cá chim này hơi to nên nó dễ xuyên trúng. Đang kiếm dưới chân này. Thường dưới chân hay có cái chèm. Đây một con cá chèm. Cá chèm đây số làm trẻ hoặc là chỉ phơi khô ăn khỏi chơi cô chú chị. Tảng đá này rất là to luôn, đi xoay tròn nãy giờ này. Tại phía xe có một con tôm hùm, không biết có to không, có lẽ nhỏ rồi rộng không bắt nha. Tôm hùm này gẫm không có bắt, đang kiếm trong hang đá sau này. Hình như có một con ké phía dưới. Cũng tùy theo cái lúc nha, lúc mà gặp ké thì cũng không có cách nào để xuyên được. Còn cái kình rất là to luôn cô chú anh chị. Con này xuyên một phát nó yếu rồi. Đây một con cá nanh heo. Con cái này nhỏ nha, gặp không có xiên. Xiên một con cái mó này. Đây cái chim nữa nè. Cái chim này khi xiên trúng thì nó không có dậy.
Vì vậy những con cá chim khi xương trúng thì sẽ được. Còn những con cá chèm này xương trúng thì có khi nó dãy cũng sổ, nên rất là khó để những con cá chèm như thế này. Gắm gọc con gì phía xe. Cứ gặp những tảng đá to thì gẫm sẽ đi lại kiếm nha. Đây, một con cá chèm. Cá chèm nó lanh. Khi mà có ánh đèn thì nó bôn bê, nó chạy vào hang. Vì vậy gặp cá chèm phải siêng cho nhanh, ít có cơ hội để nhắm. Những con cá chèm mà nó chạy thì đừng có ví, sẽ mất thời gian. Nó chạy thì không có đứng lại, vì vậy nếu mà ví thì sẽ rất là mất thời gian cho mấy anh em. Vì vậy cô chú chị xem thấy những con cá mà xảy thì gẫm không có ví nha. Ví thì cũng không có được, vì anh em lặn biển thì sẽ biết cách xử lý, chứ không phải là bỏ con cá cho anh em biết cách xử lý. Tuy nó đơn giản nhưng cũng rất là xe. Con hang đá này là một con cái bò này. Cái bò này luộc ăn rất là ngon. Nó không có lớn to, tầm khoảng một bàn tay xì. Cái này cá nạc ăn rất là khô và béo nha. Ăn không có bị ngán. Cái này thường bán tầm khoảng 8 đến 90 nghìn một ký. Đa số là nướng hoặc là luộc lên. Đây cái bò luộc. Cái này câu nó cũng hay có. Cái này ăn rất là ngon cô chú anh chị. Một con cái mú mèo. Đây con cái chèm nó xảy nè. Nó chạy lên trên mặt nước. Con này nó cũng đã bị yếu rồi, nhưng mà chạy khé xe luôn. Tuy nó yếu vậy nhưng mà xiên cũng khó khăn lắm. Cái kình dễ xảy nhất là cái kình với lại cái chèm cô chú anh chị. Khi xiên trúng á, mình bỏ về vực to nó dãy là sổ liền. Những con cá này khi dãy sổ á, thì nó chạy rất là lẹ. Wow, một tảng đá to này. Phía trên này san hô mọc rất là nhiều luôn. San hô những cái bụi màu vàng. Gẫm vừa siêu một con cá gì. Không có được cô chú anh chị. Có lẽ tăng giờ không có hải sản đắt giá rồi. Đa số là cái chèm với lại cái kình. Nãy giờ cũng chưa phát hiện ra con hải sâm nè. Còn con cái mú mèo, còn gọi là cái giớn. Cái này cái gì sẽ ớt ăn khỏi chê nha. Nhưng phải cắt gai nó ra. Gai nó cũng rất là độc, tự như gai cái mặt quỷ. Một con cua xanh này. Cua xanh này thương lái mua tầm khoảng 90.000 đến 120.000 một ký, tùy theo mùa. Cua xanh này nó hơi cứng, nhưng mà nạc với gạch cũng rất là nhiều cô chú anh chị. Một con ốc nón. Con cua xanh này lùa nãy giờ nó chưa chịu chạy ra ngoài.
hai con cá thô. Cá thô này thì khỏi phải chê rồi, cái này ăn khá là ngon, nó không có bị dai. Còn thứ hai nó đang có chạy đi. Đây được rồi. Lần cá đếm rêu này không biết là con gì. Trộm đèn có bư dê. Vừa mới thấy. Có rêu này thì khó kiếm nha. Nó cứ núp vào rêu là khó thấy. Cũng không biết là con gì. Wow, may mắn này, đây một con tôm hùm. Có lẽ gẫm cũng phát hiện ra. Nhưng khi về loạn tiếng này thì không biết nha. Rồi cuối cùng cũng tóm được các con tôm hùm này. Tôm hùm đỏ baby thì không có nhiều con to, với lại nó chậm lớn. Những người dân nuôi nói này con tôm hùm này một năm thì nó chỉ lớn được 1 đến 2 lạng thôi. Đây là có con nhím này, gẫm vừa mới đâm vào. Wow, rất là nhức về đầu. Con nhím đen nha. Wow, đau cực kỳ luôn. Con nhím này khi đâm thì nó đau và ngứa. Đi một lúc thì nó sẽ hết, sau đó nó sẽ sưng lên. Ai không ưa thì nó sẽ nổi mề đay, ngứa. Ngứa bên chân bên tay nha. Nó ngứa cực kỳ luôn. Wow, đau cực kỳ luôn cô chú chị. Có người đâm vào thì lớt luôn, đi không có được. Phải lên. Khi mà nó đâm trúng gân. Nhưng mà anh em làm biển quen thì phải dán. Chứ cũng rất là đau. 2-3 ngày sau thì nó mới hết. Nhưng mà nó vẫn còn nhói nha. Tay gẫm sẽ vén lên để rút ra. Cái con nhím này khi đâm thì rút ra không có được. Cái gai nó sẽ gãy luôn. Tự như là nó đâm xuôi về mà rút ngược ra. Chỉ là phủi cho nó gãy ra chứ không có rút ra nha. Cũng may mà những cái gai này nó sẽ mục. Tầm khoảng 1 tuần là nó để mục hết rồi. Wow, đau cực kỳ. Vì vậy chứ nó đâm sâu lắm cô chú chị. Đèn có rút ra nha. Mấy chục cái gai luôn. Cô chú anh chị tắm biển thì đừng nên chạm vào những con nhím này, nó đâm nó nhức cực kỳ. 1-2 gai thì có thể chịu được, chứ nhiều gai như thế này thì lớt luôn. Không ưa thì nó là sẽ làm nóng làm lạnh nha. Wow, đau kinh khủng. Nãy giờ mới được một con hải sâm gai. Tưởng chừng tăng giờ không có được con nào. Một chú rùa này. Rùa biển thì có bè lại. Vít lăng bông về đồ mồi. Anh em lặn biển thường gặp. Thường gặp nhất là lăng bông như thế này. Sau đó tới đồ mồi. Vít thì lâu lắm mới gặp. Thường những con vít đa số tầm những con lên nửa mét trở lên. Cái mai của nó thì đen. Đồ mồi thì sẽ dễ phân biệt hơn. Cái mỏ nó nhọn. Lên mai thì có những răng cưa. Cái vảy nó sẽ xốp lên. Đây cái kình này. Cái kình trắng này anh em bén không có sợ ế. Với là ăn cũng cực kỳ ngon. Cái xe anh em quắt đèn. Có lẽ tăng giờ cũng tới giờ lên rồi.
đâm một con nhím đau ê người. Tăng thứ hai của mấy anh em vừa mới nhảy xuống, tăng vừa rồi lên á, đâm nhím thì gẫm không quay cho cô chú chị xem. Tiếp tục tăng thứ hai, hai con cái giớn lưng gù, còn gọi là cái mú mèo. Cái giớn lưng gù này xiên về thương lái sẽ lựa ra. Do những clip này anh em chưa có biết á, xiên về bán nha. Nhưng mà thương lái thì không có mua cái giớn lưng gù. À, chỗ này có một con hải sâm. Wow, hình như có một con hen. Không biết có phải hải sâm không. Rồi được rồi mọi người, hai con hải sâm chỗ này. Wow, một tảng đá rất to luôn. Gẫm ơi, sợ mấy con nhím này rồi, phải lùa nó ra ngoài. Nó đâm một cái nữa thì coi như khỏi lặn luôn. Một con cá chèm. Bị nhím đâm rồi, gặp nhím thì rất là sợ nha, phải lùa nó ra. Cá chim này. Cái chim này cái nẹt nó ăn hơi dai nhưng mà cũng ngon. Những tảng đá to này gẫm sẽ kiếm hơi lâu. Đây cái kình xanh. Cái kình xanh thì nó ăn béo về thơm nhưng mà muối lâu về nó lại thua con cái kình trắng nha, thương lái lại chê. Một con cái tho và hai con luôn. Gẫm đang nhắm một phát hai con mà không có trúng, chỉ trúng được một con. Cái này thương lái sẽ lãnh tầm khoảng 8 đến 90 nghìn một ký, có khi kẹt 5 nghìn. Một con hạ sâm táo này cô chú anh chị. Hạ sâm táo thì nó sẽ lòn nha. Một con to tương lá sẽ mua 15 đến 151 nghìn một con. Con nhỏ thì 5 đến 70 nghìn. Và cái rượu bông. Cái mùi rêu này cái rượu bông nó sẽ có. Cũng dễ xương nha. Chỉ sợ những đêm có ánh trăng cái rượu bông nó sẽ chạy nhanh. Cái kình này nấp khá là kỹ luôn. Qua là phát hiện ra tôm hùm, lại phải lùa nó chạy ra ngoài. Chứ rêu này khi nó chui về hang thì khó thấy, phải tranh thủ bắt cho nhanh. Một con này tầm khoảng một lạng, hơn một lạng đủ sai rồi cô chú anh chị. Những ngư dân lặn biển mà gặp tôm hùm hoặc là những con cái mặt quỷ á, thì coi như tăng đó anh em may mắn. Tuy nó nhỏ nhưng giá trị nó lại rất là cao. Mình xuyên một ký ké thì có khi không đủ tiền bắt một con tôm như thế này. Vì vậy cô chú anh chị xem thông cảm. Lại phát hiện ra cái tho. Có cái tho là được tiền rồi. Cái tho này tầm khoảng 4 đến 5 con một ký. Có khi 7 8 con một ký. Wow, hình như 2 con nha.
đang bỏ về toi thì nó giãy sảy rồi, nhưng vẫn còn thấy này. Wow, chạy lại hòn rố to này, ổng sẽ xuyên con cá chèm này. Chứ cái chèm khi mà mình soi ánh đèn vào á, con xuyên thì nó sẽ chạy đi. Thì vào những con cá chèm mà anh em soi đèn vào á thì phải lo xuyên. Chỗ này gẫm xuyên được bê con cá chèm, nhưng mà chạy mất con cá thô rồi. Đây, được rồi mọi người, tưởng chừng nó chạy đi xe. Còn một con mực lé, phải xuyên cho nhanh. Được rồi cô chú anh chị, nó bắt một con mồi. Mực lé mày bắt mồi thì nó sẽ mê man hơn một tí, nên cũng không sợ nó chạy. Wow, con mực này rất to cô chú anh chị. Mực này anh em gọi là mực ống. Mỗi địa phương thì sẽ có cách gọi khác nhau. Chỗ khác thì không gọi mực này là mực ống nha, anh em thì gọi mực ống. Đây có một con cá chèm này. Cái hang này hơi bị sâu, gẫm xiên xiên chĩa vào không có tới. Và có một con cua, gẫm sẽ bắt con cua này trước. Con cua này gọi là cua lén. Cua lén thì thương lái lúc mua lúc không, có lúc thì mua, có lúc thì cũng không có mua. Vì vậy những chuyến mà anh em bắt á, thì thương lái đặt anh em mới bắt nha, tầm khoảng 20 đến 25 nghìn một ký. Là phát hiện ra tôm hùm nè. Cái tầng này gẫm phát hiện ra nhiều tôm hùm rồi. Một tầng được tầm khoảng 2 đến 3 con để có dấu rồi. Có dấu tôm nha. Chứ tôm thì nó cũng ít lại rồi cô chú anh chị. Được 3 con tôm thì cũng gần nửa ký rồi. Nửa ký thì cũng kiếm 3 đến 45 nghìn. Cũng rất là được tiền chứ còn phải ít. Tăng giờ may mắn cho gẫm cô chú anh chị được một con mực ống siêu to. Cái chè mà núp có đinh tựa này dễ xiên, với lại con cũng rất là to. Chỗ này là một con cá mó tím nha. Toàn thân nó màu tím như thế này. Cái này không có con to đâu, tầm khoảng nửa ký đồ lại là nó để dè. Lâu lắm thì có con hơn nửa ký. Có rất là nhiều loại cá, cô chú không thể nào phân biệt được. Anh em thì sẽ dễ dàng biết những con nào sẽ to và những con nào sẽ không lớn to. Không phải cá nào cũng lớn to đâu cô chú anh chị. Đây dưới này là một con cá mó bẹt mé. Cá này thì to nhất á, tầm khoảng 1 kg, 1 kg 2. Thẩm đang có xiên này, để mà kiếm được một con ký gọi là ký 2 thì rất là khó. Hình như nó lâu lớn nha. Wow, phía xe là con cá mú. Cá mú này thì khỏi phải nói rồi. Những con cái con nó sẽ lên cái gò cạn để ở nha. Khi mà nó lớn to thì dây nước sâu, nước khoảng 3-40 mét nước hoặc là 5-60 mét nước để mà ở. Khi sinh sản thì nó sẽ lên nước cạn để mà sinh sản. Vì vậy bắt cái mú con thì anh em sẽ đi kênh gò mới có nhiều. Nếu mà không bắt cái mú con này á
thì nó sẽ lớn to, nó cũng dây nước sâu để ở. Đa số sẽ những câu bủa nhiều nha, câu bủa hoặc đi câu á thì sẽ được cái múi to nhiều. Cái này cũng được giá rồi, tháng này anh em bán tầm khoảng 101.000 một con. Mùa hạ sâm này anh em lặn nước tầm khoảng 5 đến 6 xả tay, ít khi dê khu vực 10 đến 12 xả tay. Dê khu vực đó thì may mắn sẽ có cái múi to. Dưới đại dương thì bèo lê mênh mông nha, còn đảo hết được cô chú anh chị, với lại nhiều hòn cố to và nhiều rong rêu nên cái nó sẽ ẩn nấp được. Anh em lặn khu vực nước cạn này á thì nước sâu nó sẽ còn, chỉ sợ những mấy anh em mà thích lặn nước sâu á thì sẽ bắt nhanh hết thôi. Nước sâu là những con cá to, rồi tăng giờ anh em cũng tới giờ lên rồi cô chú anh chị. Tăng giờ thì lẫm cũng khá là may mắn, được mực lé với lại ít con tôm hùm. Cái mùa này thì được một anh tầm khoảng 4-5 trăm nghìn một tăng á, coi như tăng đó đúng rồi. Bè tăng thì cũng kiếm một đêm hơn 1 triệu. Bè tăng thì cũng hết 6 tiếng của anh em, một đêm tầm khoảng hơn 1 triệu, coi như đúng biển nha. Cái tháng này thì đa số thì kiếm hải sâm, còn các mùa mực nang á thì đêm 1 triệu là bình thường. Giờ lên xem thành quả của chú anh chị. Tháng này rêu nhiều quá nên khó bắt hải sản, nên gió là lốc. Còn cái bò lé, cái thò nha, với là cái dừa bông. Hải sâm, một con mực lé. Hải sâm táo ấy. Cá thì cũng ít nha.